Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái món cũng là món Tây luôn các bạn. Thì cái món này gọi là Pain de viande, tức là bánh mì làm từ thịt. cái này mình sẽ cần 1 ký thịt. Này là thịt xay đó các bạn, thịt heo xay. 3 cái trứng Còn đây là một cái trứng sống ha. Cái này là bánh bánh mì sandwich. Hành, tỏi và rau bẹt xin. Thì rau bẹt xin này nó là họ hàng của rau cần, hoặc là rau giữa rau cần và rau ngò rí đó các bạn, gọi là rau mùi. Thế thôi. Bánh mì này mình sẽ cho sữa vào. Mình sẽ cho sữa vào bánh mì này, mình ngâm một chút xíu ha. Hành tỏi thì mình sắc nhỏ mình đi xào. Mình chỉ xào sơ sơ thôi các bạn, xào cho nó thơm thôi để mình trộn vào trong thịt. Hành tỏi này mình đã làm cho nó thơm lên rồi nè các bạn. Mình sẽ để vào trong thịt ha. Trộn cho thịt nó thơm. Bây giờ mình sẽ cho một ít tiêu vào. Cái rau bẹt xin này mình cũng để vào đây để trộn luôn. Rau này nó rất là thơm. Thịt xay này mình mua sẵn cho nên người ta đã để muối rồi, cho nên mình không có để muối thêm, mình sợ nó mặn. Bây giờ bánh mì này nè, mình ngâm ở trong sữa, bây giờ mình vắt sữa ra rồi mình lấy bánh mì thôi. Thì bánh mì này nó có tác dụng là làm cho cái thịt này nó rất là mềm và không bị khô. Bây giờ mình sẽ cho một cái trứng sống vào đây để cho có chất kết dính giữa các loại rau, bánh mì và thịt ở trong này. Bây giờ mình trộn đều lên ha, trộn cho thiệt là đều lên. Nếu các bạn nào ăn vị đậm đà thì có thể để thêm một chút xíu muối nữa, nhưng mình thì mình không ăn mặn quá cho nên mình không để muối nhiều. Bây giờ ở trong một cái thố như thế này, mình sẽ để cái trứng luộc vào ở bên trong cái thịt này và mình sẽ đem đi nướng. Đó, mình để phần nửa ở phía dưới. Xong rồi mình sẽ để trứng vào. Xong rồi mình làm giống như cái ổ bánh mì các bạn ha. Đó, cho nên người ta gọi là bánh mì làm từ thịt. Đó, gọi là pain de viande. Đó là tên tiếng Pháp đó các bạn. Pain tức là bánh mì, de viande tức là làm từ thịt. Đó, bây giờ nó nằm gọn ghẽ rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ để lên trên đây bơ. Để rất là nhiều bơ để khi mà mình nướng đó các bạn, thỉnh thoảng mình sẽ lấy cái nước bơ ở phía dưới và mình xối lên trên cái mặt thịt, cũng giống như là cá xối mỡ gì đó các bạn. Bây giờ mình sẽ để vào trong lò nướng. Thì lò nướng này là lò nướng đang lạnh nha. Mình sẽ để ở nhiệt độ là 220 độ C và mình nướng trong vòng khoảng 30 phút, 35 phút. Sau đó mình sẽ hạ xuống còn 175 độ C hoặc là 180 độ C và nướng trong vòng nửa tiếng nữa. Đó, bây giờ thì mình xối mỡ lên trên để cho cái thịt này nó không có bị khô. Xong rồi, rất là thơm luôn các bạn ơi. Thì thường thì 1 ký thịt thì sẽ nướng 180 độ trong vòng 1 tiếng, nhưng mà do mình thay đổi nhiệt độ cho nên mình nướng cái này là 1 tiếng 10 phút. Mình chờ cho cái mặt ở phía bên trên nó vàng đó, cho nó đẹp. Thì cái thịt này nó không có bị khô đâu các bạn, tại vì nó có bánh mì ở bên trong. Thì thịt này mình có thể ăn nóng cũng được và ăn lạnh cũng được luôn, rất là ngon và thơm. Thì nếu đông người đó thì mình sẽ làm một cái khối lớn hơn, thì cứ 1 ký thịt thì các bạn tính là 1 tiếng đồng hồ nướng ha. Món này thường làm cho nhiều người ăn hoặc là nhà có nhiều trẻ nhỏ, tại vì cái món này trẻ nhỏ rất là thích và dễ làm.
Thì người ta gọi cái món này gọi là plat de grand-mère. Grand-mère tức là bà nội hoặc là bà ngoại. Đó, cái món ăn của bà nội hoặc là bà ngoại. Thì món này ở trong những cửa hàng thịt đó, người ta cũng hay làm và người ta cắt khoanh khoanh ra để người ta bán cho những người nào mà ăn ít đó, những người nào mà sống một mình hay gì đó, người ta mua một chút xíu thôi. Chứ nếu là một cái khối to như thế này mà chỉ có một người ăn thì hơi khó. Cho nên ở trong những cửa hàng thịt người ta hay làm cái món này để người ta bán. Món ăn này mình nghĩ cũng rất là phù hợp với người Việt của mình nè. Hương vị thì cũng dễ ăn, rất là thơm và dễ làm nữa các bạn. Thì món này hôm nay mình sẽ ăn với khoai tây luộc thì đa dạng lắm. Các bạn cũng có thể ăn với bánh mì hoặc là ăn với cơm đều ngon tuyệt. Đó, mình sẽ lấy một ít salad và khoai tây. Món này dùng để đi dã ngoại, đi cắm trại thì cũng rất là thích hợp. Tại vì món này mình có thể ăn lạnh cũng được luôn, rất là ngon và rất là thơm, không có bị tanh đâu các bạn. Nếu dùng để đi dã ngoại thì rất thích hợp, mình làm bánh mì ha, bánh mì kẹp ăn với dưa leo và các loại rau thơm, mình nghĩ chắc cũng rất là ngon. À, bây giờ mình chan lên đây một ít nước sốt ở trong này. Xong rồi, bánh mì làm từ thịt, tiếng Pháp còn được gọi là pain de viande. Thì cách làm rất là đơn giản, rất là nhanh, chỉ có thời gian nướng là hơi lâu thôi. Thì mình chỉ làm lẹ lẹ, xong rồi mình để vô cái lò nướng, thì cái lò nướng nó làm việc thôi. Mình làm việc khác, mình lời được rất là nhiều thời gian để làm những cái việc khác, và món ăn cũng rất là hấp dẫn và rất là ngon, rất thích hợp cho nhiều trẻ nhỏ. Mình thử ăn với khoai tây luộc và thử ăn với cơm thì cái nào cũng ngon hết các bạn ơi, rất là ngon. Thì cảm ơn các bạn he, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu thích thì các bạn có thể làm theo để thay đổi khẩu vị cho bữa ăn hàng ngày của gia đình mình he. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chào.